Tòa án hình sự quốc tế ICC ngày 20 tháng 5 cho biết họ đang xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng các lãnh đạo Hamas với cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Động thái của ICC khiến chính phủ Mỹ nổi giận. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc công tố viên Tòa án hình sự quốc tế ICC xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một số quan chức cao cao khác của Israel là sự xúc phạm. Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều cho rằng ICC không có đủ thẩm quyền đối với Israel và không nên coi nước này ngang hàng với lực lượng vũ trang Hamas dưới bất kỳ hình thức nào. Về phần mình, Thủ tướng Israel Netanyahu đã chỉ trích đề nghị của công tố viên trưởng ICC, cho biết lệnh bắt giữ vô lý và sai trái của công tố viên ICC không chỉ nhằm vào Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel mà còn chống lại toàn bộ nhà nước Israel. Ông Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden can thiệp để ngăn chặn ICC chấp thuận đề nghị của công tố viên.